Ngày gần đây, sự việc Cục Xuất bản, In và Phát hành của Bộ Thông tin Truyền thông yêu cầu đình bản và thẩm định lại tiểu thuyết Mối Chúa của Tạ Duy Anh được đông đảo người yêu văn học Việt Nam quan tâm, theo dõi. Do tác phẩm chưa được công bố rộng rãi, nên nhiều người sẽ đặt câu hỏi tại sao tiểu thuyết này bị đình bản. Ngay lập tức, các trang mạng từ bên ngoài, dù chưa nắm được nội dung của tiểu thuyết, nhưng cũng đã thi nhau đưa và xuyên tạc các lý do tiểu thuyết này bị đình bản, trong đó vẫn bài quen thuộc, chúng lại vu cáo chúng ta hạn chế quyền tự do ngôn luận. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến kết cục của tác phẩm này? Nguyên nhân này được Cục Xuất bản ghi rõ. Nội dung cuốn sách phản ánh những vấn đề nổi cộm trong xã hội hiện nay. Qua đó tác giả đã vạch trần những tiêu cực và bất công trong xã hội. Tuy nhiên, phần lớn các nhân vật trong tác phẩm đều từ thấp đến cao đều đen tối, vô vọng, đau đớn. Qua lời kể của nhân vật hiện lên những thế lực hắc ám, một xã hội hầu như được chỉ huy bởi những kẻ ngu dốt, tham lam, thủ đoạn. Toàn bộ hệ thống bộ máy chính quyền bộc lộ sự tàn nhẫn vô đạo, đàn áp nông dân, giết hại lẫn nhau, giết người chống đối chỉ vì tiền. Một số chi tiết được viết với giọng điệu dịu nhại, sâu cay, miêu tả tiêu cực có phần tô đậm và có tính khái quát, khiến cho hiện thực trở nên đen tối, u ám. Trang 38, 43, 74, 129, 140, 141, 158, 161, 173, 198 và 251 cùng các trang tiếp theo. Các trang viết về chính quyền cưỡng chế nông dân trong việc thực hiện các dự án được miêu tả một cách cường điệu, coi đó là như hai lực lượng thù địch. Chính quyền đàn áp như là một trận đánh được chuẩn bị kỹ lưỡng từ vũ khí đến lực lượng bí mật, được ghi rõ ở trang 113, 115, 124, 167, 168, 100, 207, 209, 220 và 248. Như vậy, nội dung của tác phẩm có vấn đề và điều này đã được chỉ rõ cho bạn đọc và cả tác giả thấy. Thiết nghĩ đã có nhiều tác phẩm văn học nói chung phản ánh mặt tối của xã hội trong từng giai đoạn khác nhau. Nhưng sau khi thưởng thức tác phẩm đó, người đọc vẫn thấy được chất nhân văn, thấy được niềm tươi sáng của cuộc sống. Nhưng tác giả Tạ Duy Anh cũng là lấy làm các vấn đề nổi cộm trong cuộc sống hiện tại, nhưng dưới một góc nhìn u ám, không lối thoát. Có lẽ thưởng thức tác phẩm này xong thì một con người lạc quan sẽ trở nên bi quan, một con người chán trường sẽ trở nên bế tắc. Và tác phẩm này không khác gì trò chơi thử thách với cá voi xanh, đang gặm nhấm tâm hồn người đọc, đẩy họ vào chính bi kịch cuộc đời. Do vậy, ngay khi một số nhà văn lên tiếng khen ngợi tác phẩm thì lại nhận sự phản ứng, chỉ trích của những người trong nghề khi nhận xét một cách a dua cảm tính. Thậm chí chính tác giả Tạ Duy Anh cũng cảm thấy sự không ổn trong đứa con tinh thần của mình. Do vậy, ông đã tìm cách ngụy trang cho nó. Thay vì lấy tên của chính mình thì ông đã lấy bút danh Đảng Khẩu, Đảng Khấu để cho bớt đi tính, bớt bị để ý như chính lời ông tâm sự. Và chính Tạ Duy Anh cũng đã thừa nhận một số tiểu thuyết ông viết ra cho đến giờ chưa được in. Như vậy, nhân sinh quan, thế giới quan của ông đã đi thành lối mòn, còn phần lệch lạc khi đã phản ánh hiện thực cuộc sống vào tác phẩm của mình. Và cho dù ông có thay đổi hình dạng, ngụy trang khéo léo, thì ông và tiểu thuyết của ông cũng đã bị tuyết còi một cách kịp thời. Trong vụ việc này, Cục Xuất bản, In và Phát hành thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực mình quản lý. Khi thực hiện sai phạm, Cục đã cho đình bản và để Hội Nhà văn thành lập ban kiểm định tác phẩm. Như vậy, Cục đã công tâm và khách quan trong đánh giá tác phẩm khi có nghi ngờ về chất lượng của nó. Điều này giúp đảm bảo cho mỗi tác phẩm văn học khi đến tay bạn đọc là những tác phẩm chất lượng chứ không phải cứ nộp là cho qua. Thiết nghĩ rằng, cũng như tên gọi của tiểu thuyết Mối Chúa, một thực thể sống dai dẳng đẻ ra hàng trăm thực thể đục khoét, phá hoại khác, thì tác phẩm này nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ làm ảnh hưởng đến góc nhìn, đến tư tưởng của hàng ngàn bạn đọc, thậm chí nó sẽ còn là góc nhìn sai lệch cho xã hội.